100%. Đội mình đoán xem đáp án là gì? 100%. Muôn vàn ý kiến biết chọn kiểu chi? 100%. Nhanh nhanh đoán đoán chút ngay lúc này. 100%. Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Khoa. Cái gì chị? Chị thấy khi mà đến với show 100% em đầu tư về trang phục nhiều quá. Không có đâu chị ạ. Tại thật sự chương trình mình em cũng làm MC, đứng cạnh một người đẹp như chị thì em cũng phải cố gắng làm thế nào để em đẹp hơn. Chị nghĩ một phần cái lý do mà em đầu tư trang phục nhiều như vậy là bởi vì khách mời đúng không? Đúng như vậy. Tại vì khách mời đến với chương trình mình và đặc biệt là với tập này thì nghe đâu ai cũng đẹp mà ăn nói lưu loát nữa. Mình mà không đầu tư là mình bị lép liền. Mình bị lép liền. Đúng như vậy. Mình không thể nào để mình lép hơn khách mời được đúng không? Mà khách mời đâu chị, khách mời là ai? Bây giờ để mời khách mời ra liền chứ, để mình biết khách mời là ai. Dạ vâng, để không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay khách mời. Xin mời. Em đầu tư lắm rồi nhưng mà đứng với dàn này thì thật sự em vẫn bị lép. Xin được chào mừng những khách mời rất là xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương đến với chương trình 100%. Xin mời hai đội hãy giới thiệu về mình cho khán giả. Mời đội bên này. Em chào Khoa, em chào chị Dạ. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 100%. Đội của em là đội Lưu Hòa Trinh, anh Khoa và Tuyền Tăng. Tụi em là MC và doanh nhân. Xin cảm ơn Lưu Hòa Trinh. Xin chào mọi người, mình tên là Đăng Khoa và hiện tại mình là chồng. Nghề là chồng hả? Wow, vậy vợ cũng là một cái nghề. Tuyền Tăng, nói gì đi em. Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 100%. Em là Tuyền Tăng. Dạ, công việc của em là người dẫn chương trình ạ. Giờ tới mình giới thiệu nè. Dạ, em là Minh Sù và nghề chính hiện tại của em là người dẫn chương trình truyền hình. Em tên là Thiên Nga, hiện tại là diễn viên ạ. Vâng, em mời thành viên cuối cùng. Tên của em là Anthony, hiện tại là diễn viên và mẫu quảng cáo. Quá tuyệt vời. Khi mà đến với chương trình 100% thì mình phải đặt tên đội. Sung Sức. Wow, dễ chưa? Rồi, bên này người ta đã có đội sung sức, mình sung cái gì? Sung sướng. Wow. Đây có giải thưởng mình sẽ sung sướng. Bây giờ thì xin mời hai đội, đội sung sức và đội sung sướng, cũng như quý vị khán giả hãy bước ngay vào vòng 1 của chương trình 100%. Đây là vòng 1 của chương trình 100%. Trong chương trình 100% thì chúng ta sẽ phải trải qua hai vòng thi. Ở hai vòng thi này sẽ có những câu hỏi được khảo sát bởi 100 khán giả. Và ở vòng 1 này chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất được khảo sát bởi 100 người. Sau khi mà MC đọc xong câu hỏi, MC hô hấp thì hai đội mới được nhấn chuông giành quyền trả lời. Đội nào mà được quyền trả lời rồi thì mình sẽ trả lời câu hỏi. Đến khi nào mình sai thì cái quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Tụi em được mấy lần sai ạ? Mỗi đội sẽ được trả lời 3 lần sai cho tới khi hết lượt hoặc là hết đáp án. Và cái phần trăm của câu trả lời đúng ấy sẽ tương ứng với lại số điểm mà hai đội có thể đạt được. Hai đội sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Trời ơi, đồng hành quá. Tuyệt vời. Và đây là câu hỏi ở vòng 1. Theo 100 phụ nữ, cái gì có thể tách ra khỏi cơ thể mà không ảnh hưởng đến sức khỏe? Hết. Được không em? Được không? Bên kia anh ạ. Bên đây rồi. Đọc lại câu hỏi nha. Theo 100 phụ nữ, cái gì có thể tách ra khỏi cơ thể mà không ảnh hưởng đến sức khỏe? Thật ra cái này thiệt, mình cắt. Nhiều khi đang nói về cái cơ quan nào, chẳng hạn như móng tay chẳng hạn. Tóc nè. Ừ, tóc, tóc, tóc mà tóc không đi. Ảnh hưởng tóc, tóc, tóc là đi. Móng tay cũng được nha. Thôi tóc thì nghĩ là tóc là chắc chắn. Cao. Không, cái đó ít lắm, cái đó ít lắm. Đội em thống nhất xin được trả lời đó là tóc. Tóc. Không biết đó có phải là đáp án cao điểm nhất hay không. Tóc. Lông mi,
lông mày là đáp án có số phần trăm cao nhất. Tiếp tục. Móng tay. Cái móng tay á. Móng tay đúng không? Mà nó dài ra thì mình cắt, cắt đi. Đúng, đúng rồi. Thậm chí bây giờ móng tay em nè, hay là em gỡ đi ngồi coi nè. Trời ơi, gỡ đó nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Vậy mình thống nhất đáp án số 2 là móng tay. Móng tay. Yeah. Móng tay, móng chân 22%. Bây giờ sao nè? Nhiều khi có răng giả, nhiều người xài răng giả. Răng hư, răng sâu, răng được, không ảnh hưởng sức khỏe răng sâu lấy ra. Răng tại hồi nhỏ mình bị rớt cái răng. Chốt đi à, chốt đi, chốt đi. Rồi, sung sướng, xin được chốt. Đáp án tiếp theo đó là răng. Răng. Răng hả? Yeah, răng khôn rồi đó. Vết răng không à? Không có răng. Mời đội sung sức. Theo như chúng tôi đã tự bàn bạc với nhau, thường thường ở nhà em hay tắm, em kỳ. Là kỳ cọ đúng không em? Ủa ai tắm mà chẳng phải kỳ. Cho nên là chúng tôi thống nhất đó chính là đất ở trên cơ thể đó, hoặc còn gọi là ghét á. Ghét đó, tế bào chết đi. Tế bào tế chết, chết đi. Bên mình chốt chưa? Tế bào chết. Chốt đi. Đội sung sức chốt đáp án là tế bào chết. Hồi nãy bên đây cũng có nghĩ tới nha. Chúng tôi đã di chuyển qua một cái khu vực là mình bắt đầu làm đẹp rồi. Một. Hay quá. Hợp lý chưa? Khả năng đúng với anh. Quá trời. Chốt luôn. Vâng, đội sung sức chốt là một. Yeah. Anthony, giờ Anthony nghĩ là cái gì? Có đến 8 đáp án lận nha. Tốn mình còn tới 4 cái được lận. Ghen không anh? Lỡ rồi, chúng tôi nói luôn. Đó là ghen. Bây giờ mình chốt đi. Đáp mình án chốt đi. Đáp án ha. Ừ. Là ghen. Ghen. Xin mời. Ghen. 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 Không có mấy cái đó, nó không có trong đây. Cái gì mà anh không thiếu? Mỡ. 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 Anh tự tin vậy luôn đó hả? Ê, hợp lý nha. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Dạ. Mở. Ủa? Anh muốn nghe lại câu hỏi. Rồi bây giờ em đọc lại câu hỏi nhá. Theo 100 phụ nữ, cái gì có thể tách ra khỏi cơ thể mà không ảnh hưởng đến sức khỏe? Tách khỏi cơ thể mồ hôi thì anh thấy ok đó. Chúng tôi quyết định là mồ hôi. Vâng, đội sung sức đã chốt đáp án mồ hôi. Không biết có hay không ạ? Số 5 đi. Bạn lưu ý đây là cơ hội cuối cùng của đội mình nha. Nốt rồi đó. Nốt rồi đi thử đi. Nốt rồi thử nha. Nốt rồi ạ. Nốt rồi. Và đây là cơ hội cuối cùng của đội mình. Dạ. Có không ạ? Nguyên một nốt ruồi son ở trên đó rồi. Bây giờ thì tới cơ hội cuối cùng của đội mình. Trên đầu của mình là có tóc rồi, thì bây giờ sẽ là có gầu. Trời ơi. Đúng không? Có gầu. Tại vì đâu ai muốn cái đầu mình bị ngứa hoài đâu. Yeah. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Dạ. Gầu đi. Rồi, chúng tôi chốt đáp án là gầu. Đội sung sức chốt đáp án là gầu. Chúng ta sẽ mở luôn 4 đáp án còn lại. Đáp án số 8. Máu. Hồi nãy có nghĩ tới á. Xin mời đáp án số 7 ạ. Mô biểu bì. À là những cái da chết ở những cái tay mình đi cắt móng này kia đây. Lấy kẻ móng đi. Mô biểu bì. Đáp án số 6 ạ. Trời ơi. Có ghèn, có gầu rồi mà quên giấy tay. Vâng, xin mời đáp án cuối cùng, đáp án số 5 ạ. Cái này hợp lý nhưng mà không ai dám trả lời. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội sung sức là 28 điểm. Còn đội sung sướng 48 điểm. Và trước khi đến vòng 2 thì xin mời khán giả giải lao trong ít phút. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với vòng 2 của chương trình 100%. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Nhiệm vụ của hai đội chơi là tìm ra cái câu trả lời có cái đáp án có cái phần trăm cao nhất. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời sai.
hai đội được quyền đặt cược may mắn 100% một lần trong 3 câu hỏi. Nghĩa là nếu như mà đội nào quyết định đặt cược 100% số điểm mình đang có, thì khi mà mình trả lời đúng với đáp án mà có số phần trăm cao điểm nhất, thì mình sẽ được nhân đôi số điểm hiện tại và cộng với số điểm của đáp án chính xác. Còn nếu như mà mình trả lời sai thì số điểm của mình sẽ bị chia đôi. Và nếu đội còn lại trả lời đúng mà cái đáp án đúng đó lại là đáp án có số phần trăm cao điểm nhất thì số điểm đó sẽ thuộc về các bạn. Quá đơn giản. Với câu hỏi này thì có ai đặt cược không? Có đội nào muốn đặt cược không ạ? Chưa. Từ từ đi, số 2 đi. Vậy là ở câu hỏi đầu tiên của vòng 2 này thì không có đội nào đặt cược hết. Bây giờ thì xin mời hai đội hãy bước ngay vào câu đầu tiên của vòng 2. Hồi hộp quá. Câu số 1. Theo 100 bạn trẻ Gen Z, họ muốn thử cảm giác làm nghề gì trong vòng 1 ngày? Hết. Em đọc lại câu hỏi nhé. Theo 100 bạn trẻ Gen Z, họ muốn thử cảm giác làm nghề gì trong vòng 1 ngày? Người sáng tạo nội dung á, nó cũng đang là một cái nghề mà trong vòng 1 ngày các bạn sẽ làm được liền, trải nghiệm được liền. Thôi chốt đi ha. Cái này được á. Sáng tạo nội dung đúng không? Rồi, chúng tôi sẽ được chốt đáp án là sáng tạo nội dung. Không biết đó có phải là đáp án đúng và có phần trăm cao nhất hay không ạ? Không có luôn. Cơ hội đã thuộc về mình. Theo kinh nghiệm của riêng em á, em thấy cái nghề của tụi mình rất là thú vị. Mà anh nghĩ Gen Z thì chắc đúng á. Vậy thì mình chọn celebrity, người nổi tiếng thử xem. Nổi tiếng nhưng mà cụ thể là nghề gì để nổi tiếng? Ca sĩ nổi tiếng cũng thú vị. Ca sĩ thì nó sẽ rộng hơn và dễ chọn hơn. Nổi tiếng, YouTuber. Em nghĩ là ca sĩ nổi tiếng đi. Bên mình chốt chưa? Chốt. Ca sĩ nổi tiếng. Nhưng mà chưa cao nhất. Xin mời đội mình. Nếu mà đã có ca sĩ rồi thì diễn viên đi. Chúng tôi chốt đáp án là diễn viên. Có thể đó nha. Đội xung sức chốt đáp án là diễn viên. Cũng đúng nhưng mà không phải là cao nhất. Chưa cao nha. Ta lại có một cái suy nghĩ. Gen Z á, thì họ thích là không thuộc về ai, độc lập và muốn làm chủ. Làm chủ cuộc đời mình. Khoa nghĩ là CEO. Doanh nhân. Hay á. CEO, doanh nhân. CEO là giám đốc. Giám đốc điều hành. Giám đốc đi. Giám đốc đi. Đáp án là giám đốc. Khoan, em đổi đáp án được không? Tại vì em nghĩ ở trong mấy cái phim hay nói là chủ tịch cái kết gì đó. Đúng rồi, chủ tịch, giám đốc. Làm chủ tịch à. Vẫn chưa phải là đã có diễn viên, ca sĩ rồi. Thì cái ngành nghề MC cũng là một cái nghề mà các bạn muốn trải nghiệm thử. Chốt đi ha. Chốt MC ha. MC đi ha. Rồi, chúng tôi chốt ạ. MC hoặc là người dẫn chương trình ạ. Em thích đáp án đó. Đáp án cuối cùng là người dẫn chương trình. Lùi 3 bước để tiến 1 bước không? Không có luôn anh. Lùi 3 bước để đứng im luôn. Đây là cơ hội cuối cùng của đội các bạn. Ai cũng có một ước mơ. Và đó là tỷ phú. Wow, dữ vậy trời. Và đáp án của đội sung sướng đó là tỷ phú. Tôi cũng thích nữa. Rất tiếc là không có. Có một cái bên đội chúng tôi cũng có nghĩ tới. Là cái gì ạ? Là phi công đi. Chốt đi. Chốt đi. Mình phải mạnh mẽ lên nào. Phi công. Sung sức quyết định. Chốt đáp án là Phi công. Quá tuyệt vời. Nhưng mà đội mình hết lượt rồi ạ. Ủa em? Em cho mọi người chốt như vậy để cho nó sung sức thôi. Em không nên. Vậy đó em còn lượt không? Bên đây cũng hết lượt rồi. Hết luôn hả? Ủa vậy hả? Bây giờ mình trả lời cũng đã 3 lượt rồi. Còn mình chốt đợt này là chốt cho có thôi anh ạ. Nhưng cũng đang tìm hiểu xem là phi công có vẻ đáp án trên này hay không. Biết đâu ra nha. Có phi công không à? Wow, không có phi công. Số 6 ạ. Ủa? Chính người muốn làm kế toán. Dữ vậy sao? Số 2. Bác sĩ hợp lý. Sao mình không nghĩ ra nhờ? Không biết đáp án cao nhất sẽ là gì đây. Số 1. Wow, em kêu chốt đi. Đây là một câu hỏi khảo sát với lại mình khảo sát những bạn trẻ Gen Z mà. Cho nên là những cái tư duy, những cái suy nghĩ của bạn đấy nó rất là trẻ trung. Đừng nhấn nữa em, anh biết rồi. Dạ, anh qua Gen Z rồi. Bởi vì là hoa hậu gì. Sau khi trải qua câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 này thì số điểm của hai đội hiện đang giữ nguyên. Bây giờ trước khi đến với câu 2, cho tôi hỏi có đội nào muốn đặt cược gì không? Chúng tôi quyết định đặt cược ạ.
hết lượt 100%. Wow. Vâng, câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Theo 100 người được hỏi ngẫu nhiên, vật dụng nào trong nhà thường phải có nắp đậy? Hết. Wow. Bên mình chưa? Mình đặt cược rồi mình còn bấm được trả lời trước nữa. Cho anh nghe lại câu hỏi đi, hồi nãy lo bấm rồi chưa nghe. Theo 100 người được hỏi ngẫu nhiên, vật dụng nào trong nhà thường phải có nắp đậy? Cái nồi, thường là cái nồi có nắp đậy. Mình chốt chưa? Chốt. Đáp án cuối cùng là cái nồi. Cái nồi. Cái nồi đi. Biết có phải là phần trăm cao nhất hay không? Yeah. Cái nồi. Phải đua theo thôi. Không, câu này dễ hơn câu trước. Tính ra là đội mình hơn. 30 điểm là con số cao đó. Nhân đôi cái này nữa em. Đúng rồi. 28 nhân đôi 56 cộng 86 là 86 điểm. Đúng như vậy, dữ dội. Nếu mà đội mình có cơ hội thì đội mình sẽ trả lời là gì? Nắp bồn cầu. Nắp bồn cầu. Thử cơ có không nha. Thử. Nắp bồn cầu à. Trời ơi, có cũng được 15 điểm. Chúng ta sẽ mở luôn những đáp án còn lại. Đáp án số 6. Hủ gia vị, đúng rồi, phải có nắp nha. Hủ đường mà không có nắp là kiến. Đáp án số 5. Thùng rác có luôn. Bình nước. Bình nước. Và cuối cùng là đáp án số 2 ạ. Cho thùng. Như vậy là kết thúc câu hỏi số 2. Đội sung sức lựa chọn đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm, nâng điểm số cho đội mình lên 86 điểm. Và hiện tại thì đội sung sướng các bạn vẫn giữ số điểm là 48. Với câu hỏi số 3 này mình có đặt cược không? 100%. Quá tuyệt vời. Câu này là câu khó. Sao mà chưa gì á. Ừ, động viên tinh thần chứ. Em nghĩ câu này không khó, đây là một câu rất dễ. Câu số 3. Theo 100 đàn ông, thứ gì mà phụ nữ dễ làm mất? Hết. Bên này phải không? Bên này nè, đúng rồi, bên này rồi. Sao bên này lẻ ta vậy ta? Theo 100 đàn ông, thứ gì mà phụ nữ dễ làm mất nhất? Em thường là mất tiền. Mất tiền? Dạ, mất tiền. Mất tiền. Mất tiền. Còn Anthony, theo đàn ông. Theo đàn ông nghĩ gì ạ? Theo kinh nghiệm của Anthony thì phụ nữ chuyên mất kẹp tóc. Cái kẹp tóc hả? Thí dụ như không xài sao mất? Đúng anh? Rồi. Anh nghĩ mà là phụ nữ hay là mất gì nhất? Theo Minh Xù nghĩ là một thỏi son. Mất son đi ha. Thôi, để cho phụ nữ quyết định đi. Chốt đi ạ. Chúng tôi sẽ nhường quyền trả lời cho Thiên Nga. Chọn mất tiền nha. Qua tin tưởng em. Dạ. Theo em đó là mất tiền. Mất tiền. Đội sung sức chốt. Dạ. Theo khảo sát 100 đàn ông thì phụ nữ dễ làm mất tiền. Không biết có đúng hay không ạ? Mất tiền đi. Trời ơi. Trời ơi, cũng đúng nhưng mà là dưới cùng. Rồi, theo 100 đàn ông, thứ gì mà phụ nữ dễ làm mất? Dễ nha. Chìa khóa nhà. Ê, có nha, đi kiếm chìa khóa hoài luôn nè. Mà anh nghĩ là chìa khóa đi. Nhà. Chìa khóa. Chìa khóa đi. Chìa khóa xe, chìa khóa nhà. Là mất chìa khóa. Mất chìa khóa. Thống nhất rồi. Đáp án của đội sung sướng là chìa khóa. Không biết có phải là đáp án cao nhất hay không. Chìa khóa. Gần nhất, gần cao nhất. Chưa, chưa. Có mất cái gì? Bây giờ chúng tôi xin phép bỏ luôn cái sĩ diện của đội mình để chúng tôi lấy thử đáp án ở bên kia. Hồi nãy có bàn đó là thời gian, tại vì đàn ông hẹn phụ nữ đi chơi mà chờ mấy tiếng. Em ơi, xong chưa? Em xong rồi, nửa tiếng sau chưa hết xong thì cái mất thời mất gian. Mất thời gian là thấy ok đó. Đúng. Mất thời gian quá đi. Chốt chưa? Chốt đáp án thay cho bên kia nhưng lượt của chúng tôi đó là mất thời gian. Mất thời gian. Ủa? Vậy là mình nghĩ lại cái đáp án hồi nãy đi. Giật túi sách, đúng rồi. Bị giật túi sách là chiều hay mất túi sách? Thì nghĩ là túi sách, trong cái túi sách có cái điện thoại luôn đó. Chắc chưa. Tụi em xin chốt là túi sách. Túi sách à. Bây giờ có điện thoại nè, mắt kính nè, ví nè, son nè. Em thấy ở đây anh lớn tuổi nhất. Ví đi, ví đi. Thôi chúng tôi quyết định là ví đó. Thành viên lớn tuổi nhất trong đội. Ê, thành viên có nhiều kinh nghiệm. Thành viên có nhiều kinh nghiệm. Chốt đáp án là ví. Ví. Ví tiền nha, ví tiền nha. Không, không.
mình đã mất cơ hội luôn rồi. Cơ hội cuối cùng. Trời ơi, rung. Thấy 100 đàn ông, thứ gì mà phụ nữ dễ làm mất. Ê, em hay đi mượn khung lắm. Đúng rồi, mất biết luôn. Đi ăn lẩu hay được cho, mấy cái đồ cột tóc cũng mất hết luôn. Với lại nhỏ quá mình hay để quên, xong cái mình không có. Mà hay dễ mất tại điện thoại không dễ mất đâu. Thì thôi mình theo hai người phụ nữ đi. Cột tóc đi. Đồ cột tóc. Đồ cột tóc hả? Đồ cột tóc đi ha. Đồ cột tóc là bao gồm cả băng đô rồi cái kẹp ở sau lưng rồi kẹp que này nọ đó. Chớp à. Cột tóc. Cột tóc. Đồ cột tóc. Đồ cột tóc. Đồ cột tóc. Mời đáp án. Nhưng mà cột tóc thì có. Chúc mừng rồi các bạn đã chọn được đáp án chính xác nhất. Anh xin lỗi Anthony. Vẫn còn 3 đáp án nữa chưa được mở ra. Xin mời đáp án số 5. Điện thoại ông ta. Điện thoại ha. À, điện thoại. Tẩm. Son đó. Là có son đó. Đáp án số 4. Thẻ xe. Vậy là nhỏ 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 nhỏ. Chứ không có tài sản lớn. Đúng rồi. Số 3. Bông tai. Tai dính luôn. Ở câu hỏi số 3 này thì rất là may mắn đội sung sướng đã tìm ra được đáp án cao điểm nhất. Các bạn đã được nhân đôi số điểm hiện có là 48 x 2 cộng với số điểm của đáp án chính xác là 27 điểm. Nâng điểm số lên là 123 điểm. Xin chúc mừng. Và số điểm của đội sung sức là 86 điểm. Và đội bước vào vòng đặc biệt ngày hôm nay đó chính là đội sung sướng. Và trước khi đến với vòng đặc biệt là vài phút dành cho giải lao. Đây là vòng đặc biệt của chương trình 100%. Ở vòng đặc biệt này chúng tôi có một câu hỏi duy nhất rất đặc biệt được khảo sát bởi 100 người. Và nhiệm vụ của các bạn là trong vòng 100 giây mình sẽ liệt kê những đáp án chính xác một cách nhanh nhất. Và với câu hỏi này chúng ta sẽ có 8 đáp án. Lưu ý là mình phải trả lời thiệt là nhanh bởi vì số tiền thưởng sẽ giảm theo cột mốc thời gian trong lúc các bạn trả lời. Và nếu như trong vòng 20 giây đầu ấy mà đội mình liệt kê được đầy đủ và đúng với đáp án ấy thì đội của chúng ta sẽ giành được 10 triệu đồng. Đội mình đã nắm rõ luật chơi của vòng đặc biệt chưa ạ? Dạ, nắm rõ rồi ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Và đây là câu hỏi ở vòng đặc biệt. Mời qua. Theo 100 người được hỏi ngẫu nhiên, ngoài mướp, loại quả nào cũng có hình dáng thuôn dài? Thời gian bắt đầu. Dưa leo. Dưa hấu, dưa leo. Cà gót. Trái bầu, trái bí. Bí đao. Bông cải. Ớt. Cà rốt, củ cải. Liên tục, trái ớt. Thuôn dài ở dưa hấu. Củ cải trắng. Củ cải trắng, su hào. Củ cải. 8 triệu. Đậu que. Không phải bự vậy à? Cứ liên tục trả lời. Đậu bắp. Đậu Hà Lan. Còn 2 đáp án nữa thôi. Còn 2 đáp án nữa. Đậu Hà Lan. Đậu phộng. Còn 6 triệu. Dạ. Khoai lang. Khoai lang. Khoai tây. Thuôn dài. Dạ. Mướp. Trừ mướp. Bạc hà. Khổ qua. Còn một đáp án cuối thôi. Cái gì? Atiso. Atiso hả? Còn 4 triệu. Cà tím. Chúc mừng đội sung sướng đã mang về cho mình thêm 4 triệu nữa. Thôi, hồi hộp lắm nha. Đúng. Còn một đáp án cuối cùng mà cái số tiền nó đang giảm liên tục. Thôi, chúng ta sẽ gặp gỡ lại các thành viên của đội sung sức. Xin mời. Là ngồi dưới, hai vợ chồng trả lời hay ho lắm. Su hào rồi, nó dài chưa? Anh ơi, anh có muốn chia không? Không cần phải chia đâu. Bởi vì đội của mình cũng nhận được số tiền thưởng là 5 triệu đồng.
và đội sung sướng mang về 11 triệu đồng. Ngày hôm nay tôi được cảm ơn các khách mời đã đến với chương trình 100%. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình. Và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ tối thứ hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. 100%. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em là Xuân Thảo và em là bạn cùng nhà với bạn này. Bạn cùng nhà. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em là Đình Lộc, em là vũ công và biên đạo giống như hai bạn này. Giống như hai bạn này. Cảm ơn phần giới thiệu của em. Nói vậy thôi đó. Bạn này ở nhà bạn này, bạn này làm nghề giống hai bạn này. Ừ. Dạ đúng rồi. Ba bạn này. Ba em chung nhà với nhau luôn. Chung nhà luôn. Đây là con.